Thành Cát Tư Hãn là người đã sáng lập ra đế quốc nào? Thành Cát Tư Hãn là người đã sáng lập ra đế quốc Mông Cổ. Người Mông Cổ xem ông như một sáng lập quốc vĩ đại, đã có công thống nhất vùng thảo nguyên rộng lớn này, chấm dứt nội chiến kéo dài. Hậu duệ nào của Thành Cát Tư Hãn đã lập ra nhà Nguyên? Cháu nội. Sau khi Thành Cát Tư Hãn qua đời, con trai thứ Oa Khoác Đài kế tục sự nghiệp của ông. Đến thời cháu nội của Thành Cát Tư Hãn là Húc Tất Liệt đã xâm chiếm Trung Quốc, thành lập ra nhà Nguyên năm 1271, đóng đô tại Bắc Kinh. Sau khi nhà Nguyên thành lập, Húc Tất Liệt đã truy phong Thành Cát Tư Hãn làm Nguyên Thái Tổ. Thành Cát Tư Hãn đã trải qua tuổi thơ dữ dội với biến cố nào? Thành Cát Tư Hãn sinh ra trong một gia đình thủ lĩnh của một bộ lạc thảo nguyên Mông Cổ. Tuy nhiên, do cha mất sớm, ông và mẹ phải sống cuộc đời cơ cực, bị bộ lạc của mình hắt hủi. Thậm chí, ông còn bị bắt làm nô lệ, phải may mắn lắm mới trốn thoát được. Người bạn thân sau trở thành đối thủ lớn của Thành Cát Tư Hãn? Trác Mộc Hợp là người bạn từ thuở thiếu thời của Thành Cát Tư Hãn, người đã giúp ông giành lại vợ khi bà này bị bắt cóc. Tuy nhiên, về sau, Trác Mộc Hợp và Thiết Mộc Chân lại trở thành những thủ lĩnh đối đầu trên chiến trường. Năm 1204, ông bị Thành Cát Tư Hãn bắt được. Dù được Thiết Mộc Chân ra sức chiêu hàng, Trác Mộc Hợp không đồng ý. Cuối cùng, ông nhận cái chết không đổ máu. Quân đội của Thành Cát Tư Hãn nổi tiếng rồi. Quân Mông Cổ dù không đông, nhưng bằng cái tài cưỡi ngựa, bắn cung, chiến đấu dũng mãnh, lại có sự chỉ huy của Thành Cát Tư Hãn, đánh đầu thắng đấy, lập nên một đế quốc lớn bậc nhất trong lịch sử. Trận đánh lớn nhất trong cuộc đời Thành Cát Tư Hãn? Theo nguyên sử, trận đánh lớn kinh điển nhất trong cuộc đời binh nghiệp của vị đại hãn Mông Cổ chính là Giả Hổ Linh. Đây là trận đánh giúp Thiết Mộc Chân chinh phục được nước Kim, đồng thời mở toang cánh cửa để tiến quân vào nước Tống, tạo tiền đề để cháu ông là Húc Tất Liệt thu phục hoàn toàn Trung Quốc sau này. Sau khi qua đời, Thành Cát Tư Hãn được chôn cất ở đâu? Trước khi qua đời, Thành Cát Tư Hãn đã hạ lệnh cho quân lính xây một ngôi mộ không có bia theo đúng phong tục của người Mông Cổ và tuyệt đối giữ bí mật về vị trí huyệt mộ. Cho đến nay, sau gần 800 năm kể từ ngày ông mất, chưa ai xác định được chính xác vị trí ngôi mộ chôn cất Thành Cát Tư Hãn. Bí mật này trở thành một trong những bài toán khảo cổ lớn nhất chưa từng có lời giải của thế kỷ 21. Còn bạn muốn Hương làm về vị tướng nào nữa?